Được rồi, để ta sang đây. Không bỏ sót ông nào cả. Đây mới là điền này. Ông cứ bàn đi tí sang ông nhé. Đây. Lâu lắm mới thấy ông. Ông buôn ông bán ở đâu mà kỹ thế, tốt kỹ thế. Điền mà. Điền anh vào điền. Thì anh không thể nói sai. Quay mấy cái điền mini của anh đẹp lắm chứ. Và nhìn anh chân vẽ này. Chân vẽ nó già này. Chun lại này. Nuôi cái này thì nó mới đẹp. Bông này nhá, cái này là phải nuôi bông bên thuê, ở bên này một tay, đây một tay. Em thấy nó đã định hình rồi. Anh cứ nói thật là anh là thợ cái nói là đông là tiền em chơi cái này, đừng để sạch cái lãng phí. Phải là không, còn có khi phải 5.5 chứ thì nó mới đẹp được. Nhưng mà nếu con này mà là 5.5 mà xong tay giá thì con này nhá, nó phải 20 triệu chả buồn. 20 triệu không mua rồi. Nguyên mà giả tóc đế đại vương rồi. Dân ta mọc hết rồi. Hết. Xuống xuống xe cơ. Xuống xe cơ. Cái này là bao nhiêu đây không? Hả? Có giá mấy cây đi không? Đây này, con này thì là 1.5 triệu. Con này 2 triệu. Con kia 3.5 triệu. Con này 1 triệu. Kia 1 triệu. Cây này 2 triệu. Đại Lộc. Đại Lộc này 2 triệu. Đại Lộc 2 triệu. 2 triệu còn không muốn bán. Con Đại Lộc nhiều người giả lắm. Rồi, để cháu đi quay chi tiết cái. Tung lên phát nha. Tung người chưa? Hình người chưa? Đây. Rồi, thế được rồi. Tung cho phát cho nó. Anh à, bây giờ anh bán, anh khỏe không? Có cây gì mới không chú? Vâng. Nào ta mày vào nhé. Và ông là làm đẹp cả cái làng Tây Nỗ đấy. Thế này mà bảo chân lệ không có thì đồ quá này. Sư tổ của cây mà thầy lại còn chê chân lệ con này. Cây mà về anh bái nuôi thì mới được. Thật lý đấy. Ôi trời ơi, lại đếm tiền rồi. Đếm tiền rồi. Ấm cúng quá. Ấm cúng quá. Cây nào đấy? Cây này chắc. Chắc là cây này rồi. Chắc là cây này nhỉ. Ấm cúng quá. Đấy. Đầu giờ là ấm cúng rất là vui đấy. Lúc nào cũng được. Đấy. Nhìn các ông nhìn cái xỉa xỉa tiền là biết bao tiền rồi. To quá, thê to quá. Bây giờ đang sốt tán tay đàn rất đẹp. Mà bán được luôn. Cắt bớt đi được rồi ta. Đấy, cái này thì ra đi rồi thì không hỏi. Lúc nào dỗi vào chủ đây. Dỗi vào. 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu 2. 5 triệu 2 à? 5 triệu 2 ra Lộc đấy. Có chủ rồi. Đây đã có chủ rồi. Mới đây thôi. Thế còn cây này? Cây này đây bán cho nó tôi được ra lấy mà đây nó lại bận đây này. À bán rồi gì? Đây là bán với thằng Tí. Cầm giấy ạ. Đã cầm tiền chú? Chưa. Chưa cầm tiền. Đây là bạn còn là con trai. À đây à. Nó có hẹn này ra lấy không? Lúc mình ra đây rồi gọi điện cho con trai nó vào đây nó lại bận gì. Ôi thế thì lại trở về à? Này đừng có tiết tiền mua cái này.
Tức là hai cây này bán rồi. À, nhìn cứ như là ấy nhỉ. Cây này mấy tiền đấy không? Thì ba triệu rưỡi. Thật không? Thế thì ra lại mất cây đấy. Mất thật. Nhìn xa lại từng ruối hay là si. Si. Như tay chuột. Như si tay chuột. Thôi ông cứ ấy đi, không phải cháu có hút đâu. Vâng. Dằm như si tay chuột. Đúng tí, cây đúng tí. Đáng ra thì có cây si thì bán rồi. Si thì bán rồi. Tiền nhưng mà cũng là bán rồi. Cái lộc vườn này rất là lạ này. Lạ. Sau này mà nếu mà không tiếc ấy, thì bỏ cái này đi, bỏ cái đoạn này, bỏ hẳn cái ngọn này, nuôi lại cái này. Là rất hay đấy. Không có nhiều cái phải đáng tiếc rồi. Được kiểu điểm vận chuyển hôm nay. Ông cú đi tí cho hút. Ông cú đi. Nào. Xin. Thúc mới ông đã ngồi này. Lạ ở cái gì? Là cái nông thôn. Hôm nay cháu nhìn cháu không nghĩ là cái lục vườn đâu. Có dây buộc cái cháu lên cả. Tháng ngày mà. Bảo ra. Tháng ngày chị. Bảo ra muộn tí nữa là mất cây. Chén lúc con này hay lạ. Vâng, cái lục vườn anh cũng thích. Thích lục vườn. Thích xanh xì chơi. Đang mà mốt. Con này hay đấy, không phải đơn giản. Cái này về thay cái chậu của em. Cái này về cho là thùng xốp. Giờ mà ta cho thùng xốp. Con này hay hết chú ạ. Ờ, con này hay. Mấy tiền không? Triệu rưỡi. Tiền đó. Ngắn rất bé. Cái kích thước của cái bật lửa liền xịn này cắt cho nó là một cái bỏ hẹn nóng luôn là phân văn thờ cái này này bắt được cái là chuối là bỏ luôn hả đấy tầm 12 kiểu nữa cắt đây thì là được một ngôi cắt vâng cắt đông ạ. Cái không tiếc gì cái đấy. Anh và em mua cỏ nó cắt đẹp đẹp đẹp. Ý của em là mua cái cây ngon. Cắt cái tay xuống một thì giống ai. Đoạn này béo mà nó đẹp. Làm cái lá này. Cái này đẹp cực luôn.
bỏ đúng rồi, làm cây lão là cũng dễ lập ý rồi, chống rồi. Rồi, một trong đồng mua người đẹp lắm, thật thật. Nhưng mà là mỗi người vui ý thôi, còn chơi bán là bán hết cây. Nhưng mà mua là... Mua chợ đi, cái này cây thế nào cũng bán. Cây hoa rừng Mỹ đấy, hoa đỏ khờ. Đấy mà. Nó là kỹ như này này, đúng rồi. Đúng 3 triệu rưỡi này. Đỏ như dị dị kịch thì chơi để bạn chàng giá thì kinh quá. Này sao làm cái tay rơi không? Tay rơi nữa. Đây là đang làm anh nhiều cái ở đây này, đang cắt tận thế này. Bán cây nào chưa ông? Mở hàng 2 cây rồi, bán cây này lọc kia cả. À, bán trong đấy gì? Lấy một cây hồng mai này rồi. Ê, cây này là mấy tiền không? Bán giá 600. Đấm mưa đấm trời, mỗi ngày nó khuê bánh. Bánh ngoài kia thì 1 triệu. 1 triệu. Cái lùn lùn này 1 triệu. Hai cây giá như nhau. Rồi. Cây này 500, mỗi cây 500. 500 à? Tiền hết. Thì 500 bằng nhau. Còn gốc già đẹp. Mình cũng đẹp đấy. Đấy, rồi con này lên đây nổi ấy. Đấy. Mày đẹp đấy. Này mới đẹp. Mà mê đồ bé chơi con này. Mà nó được mình chốt của nó cũng đẹp rồi. Sau nó biến quằn quại, bé mà nó quằn quại. Đẹp đấy không? Cây đẹp. Để lên cao cao người ta nhìn dễ. Rồi. Cảm ơn ông nhá. Cháu lượn sang kia vòng vắng quá, nó ra đây. Ngay ít